Di tích lịch sử văn hóa Nguyễn Công Trứ hiện ở làng Uy Viễn, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, thu hút nhiều du khách. Từ đường được xây dựng trong khuôn viên gần 2.000 m², được tô điểm bằng hệ thống cây xanh, cây cảnh và muôn hoa khoe sắc. Di tích lịch sử văn hóa Nguyễn Công Trứ cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 50 km về phía bắc, cách thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 7 km về phía nam, là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong hành trình khám phá những giá trị văn hóa tâm linh của đất nước. Nguyễn Công Trứ, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, sinh năm 1778, đời vua Cảnh Hưng thứ 38. Quê quán làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ Nguyễn Công Trứ là Đức Ngạn Hầu Nguyễn Công Tấn. Thân mẫu là Nguyễn Thị Phan, người xã Phượng Dực, huyện Thượng Phúc, trấn Sơn Nam, Thái Bình. Gia thế Nguyễn Công Trứ là một thi thư thế phiệt, khoa giáp danh gia, đầy đủ trung thần liệt nữ, đạo cương thường sáng chói cả một vùng Hồng Sơn, Lam Thủy. Khu di tích lịch sử văn hóa Nguyễn Công Trứ gồm đền thờ, nhà bia, nhà hát ca trù và khu lăng mộ. Cổng chính được thiết kế 4 cột chính, trên hai đầu cột trang trí 2 con nghê chầu bằng đá. Trên 4 cột đều khắc đôi câu đối. Đặc biệt, câu đối ở 2 cột giữa có nội dung ca ngợi khí chất của Nguyễn Công Trứ. Qua cổng chào, du khách sẽ bắt gặp án ngữ phía trước từ đường là Tất Ngôn, được thiết kế dạng cuốn thư. Một bên là bút, bên kia là kiếm, tượng trưng cho con người văn võ song toàn của Nguyễn Công Trứ. Nhà thờ ba gian, mái cong hình vòm, lợp ngói vảy âm dương. Mặt tiền có 4 trụ đứng đỡ chân mái, bờ nóc nhà thờ có lưỡng long chầu nguyệt. Từ đường trổ 3 cửa ra vào, cánh cửa bằng gỗ lim. Trước mặt có 3 câu đối bằng chữ Hán, ghi nhớ công trạng của Nguyễn Công Trứ. Một trong 3 câu đối đó là: công tại quận triều danh tại sử, sinh vì tướng, tướng tử vì thần. Nghĩa là công trạng lưu ở triều đình, danh tiếng lưu vào sử sách, sống làm tướng giỏi, chết làm thần thiêng. Phía trong từ đường làm bằng gỗ lim, nằm ở chính điện phía trên cao là bức đại tự Thọ Tường Tử Từ, nghĩa là từ đường thờ Thọ Tường Từ, tên hiệu của cụ do vua Thành Thái ban tặng, nằm ở vị trí chính giữa và cao nhất trong chính điện là tượng cụ Nguyễn Công Trứ, được làm bằng đồng nguyên chất nặng 450 kg, do Hội Sử Học Việt Nam và các mạnh thường quân cúng tiến vào dịp khánh thành khu di tích. Từ đường còn là nơi thờ cúng các bậc tiền bối của dòng họ Nguyễn Công. Hai bên cửa từ đường có 2 bàn thờ nhỏ dùng để thờ con cháu của các đời sau của dòng họ Nguyễn Công. Hiện trên từ đường còn lưu giữ 2 kỷ vật vô cùng quý giá là bức họa chân dung của cụ dựa trên bức ảnh bằng đá từ năm 1852 và tấm phản đá rộng 0,75m, dài 1,65m do nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tặng cụ năm 1849 sau khi cụ từ quan được 1 năm. Phía sau tượng cụ Nguyễn Công Trứ là bức hoành phi bằng gỗ được sơn son thiếp vàng hình rồng chầu nguyệt. Hai bên có 2 câu đối bằng chữ Hán: mi mục táng giang sơn, hồng vĩ nam dĩ bắc, thanh danh thường vũ trụ, sinh vi anh tử vi linh. Nghĩa là mày mặt làm rạng rỡ giang sơn, núi hồng phía nam, giang sơn phía bắc, danh tiếng tỏa ra cùng với trời đất,
sống thì anh minh, chết thì linh thiêng. Phía bên phải của từ đường là nhà bia tưởng niệm Nguyễn Công Trứ, được xây bằng đá lấy từ Thái Bình, vùng đất mà cụ đã có công khai khẩn. Trên bia ghi lại tiểu sử tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của cụ. Mặt trước bia được ghi bằng hai thứ tiếng Hán Nôm, mặt sau ghi bằng chữ Quốc ngữ. Nhà bia do Hội Sử học Thụy Điển tài trợ. Phía bên trái của từ đường là đình hát ca trù. Đình được xây dựng để tưởng nhớ đến công lao của cụ Nguyễn Công Trứ, người đã có công đưa loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian này phát triển, trở thành loại hình văn hóa bác học. Ca trù ngày nay được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Hiện nay đình hát ca trù được dùng làm nơi sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ ca trù Nguyễn Công Trứ. Câu lạc bộ ca trù mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật để đón khách. Tại khu di tích vào chiều thứ ba và thứ năm, câu lạc bộ ca trù Nguyễn Công Trứ có tổ chức dạy hát ca trù cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Khu lăng mộ Nguyễn Công Trứ được xây dựng cách đền thờ của cụ về phía đông nam khoảng 300 mét, rộng khoảng 200 mét. Mặt đông và nam được xây hàng rào bằng gạch, phía bắc và tây là bờ cây xanh. Nằm ở vị trí trung tâm ngoài vào là ba ngôi mộ chính sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, gồm mộ cụ Nguyễn Công Trứ, tiếp đến là mộ của chính thất Đặng Thị Minh, mộ của thân sinh Nguyễn Công Trứ là ông Nguyễn Công Tấn. Nằm ở phía sau bên phải là nơi an táng của con cháu đời sau dòng họ Nguyễn Công. Khu di tích văn hóa Nguyễn Công Trứ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 1991, là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu về con người có nhân cách và khát vọng sống, giúp đời, giúp người, lưu danh hậu thế.